Rồi, anh nghĩ nha vợ, chắc tối nay mấy đứa nhỏ nó sẽ thiệt là vui nè. Chứ còn gì nữa. Ý, anh ơi, như bánh kem quên để đèn cầy rồi, đem chạy vô mua đèn cầy cho mấy bông. Khoan đã, không cần đâu, phố kia nhi viện nhiều đèn cầy lắm. Vậy hả? Ừ. Ok. Đi, lỡ như có gì á thì tụi nó giận cô Thảo thôi, gì đâu, phải anh đâu lo. Hay quá, giận cô Thảo. Dạ, dạ có xin lỗi chú. Dạ, xin lỗi chú. Chú có sao không chú? Không sao. Dạ, thôi con xin phép. Con đi chú. À cậu ơi. Dạ. Cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền để tôi đón xe về khách sạn. Lúc nãy tôi bị móc túi mất hết tiền rồi. Dạ. Ê, khoan anh. Nhưng mà lỡ người ta lường gạt mình mấy cái này ở ngoài hay dàn cảnh nhiều lắm. Nghĩ không sao đâu. Anh thấy chú là người đàng hoàng mà. Nếu lỡ mình không giúp chú á, anh sẽ thấy áy náy lắm. Nhưng mà... Không sao đâu, tin người ta đi. Dạ, ngửi chút. Chú nhận nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu. Cậu có thể cho tôi số điện thoại để có gì tôi liên lạc rồi gửi lại cho cậu được không? Dạ chú ơi, vậy thôi chắc không cần đâu. Thôi, tụi con xin phép chú đi trước nha. À, khoan đã. À, đây, con có một ít bánh. Chú, con gửi chú nha chú. Cậu, không có gì đâu chú. Thôi, xin phép tụi con đi. Cảm ơn cậu nhiều. Anh nè, lần sau hả, tốt bụng thì cũng đúng, nhưng mà anh đừng có nên tốt tính quá như vậy. Cũng phải đề phòng mấy cái trường hợp đó chứ. Lỡ như hả, người ta dàn cảnh giả bộ xin mấy đồng tiền lẻ thôi, không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà hả, họ chụp thuốc mê rồi họ cướp hết tư trang tài sản của mình, hay làm cái gì đó, làm sao mình biết được. Mấy người mà người ta lừa đảo á, người ta hay giả nghèo giả khổ lắm. Nhìn cái là biết liền à. Còn nãy á, em không thấy hả, cái chú đó, anh thấy là chú rất là đàng hoàng lịch sự nè. Lỡ chú bị kẹt thiệt rồi sao, mình phải giúp chú chứ. Trời đất ơi, ông chồng của tôi sao mà ngây thơ dữ vậy. Chính vì họ đàng hoàng lịch sự mình mới không có đề phòng. Bây giờ họ có rất là nhiều chiêu trò ranh ma quỷ quyệt, mình không thể nào biết được đâu. Anh á, lúc nào cũng ngây thơ với dễ tin người tốt bụng vậy á. Đúng rồi, thì tốt bụng đến cái mức mà giúp người yêu cũ rồi mém nữa mất vợ luôn đó. Rồi em xin lỗi, em biết rồi mà, anh đâu cố ý đâu. Nhưng mà em biết sao không, tại vì anh vẫn có một cái linh cảm á, là chú ấy chắc chắn là người tốt, không thể là người xấu được. Rồi ok, anh có linh cảm á, còn em thì không có. Riết rồi á, anh cứ biến em giống như là thành mấy cái nhân vật phản diện vậy đó. Thôi mà, xin lỗi mà. Em là nữ chính cuộc đời mà, sao mà lại vô gia phản diện được đúng không? Miệng á, riết rồi, dẻo quẹo à, nói cái gì cũng được hết á. Ê, cũng sắp tới rồi, anh gọi Thư thử đi coi mình còn thiếu gì không, để mình còn ngoài đây mình đi mua luôn, chứ đỡ hồ bắt công lấy xe ra lấy xe vô lắm. Ừ, ok, để lấy điện thoại gọi Thư. Ủa, cái điện thoại của anh đâu rồi? Ủa, hồi nãy mới thấy ở đây mà. Em coi trong mấy cái hộp coi có em không? Coi trong túi quần anh có không? Không. Ủa, kỳ vậy? Có không? Có chổng không? Đâu, đem gọi thử. Có nghe reo không? Có nghe reo nhưng mà trong xe mình không có thấy chuông, không thấy rung gì hết nè. Kỳ vậy? Thôi chết rồi. Hả? Sao? Đúng rồi, thấy chưa? Nãy em nói anh rồi. Rõ ràng á là cái ông hồi nãy ông cố tình dàn cảnh đi ba chạm anh rồi lấy điện thoại của anh rồi đó. Sao không được, không phải vậy đâu, chú đó là người tốt mà sao đi làm cho nó được. Mà quá, đến giờ phút này mà chú nó còn người tốt nữa. Đúng là xui xẻo, mà em đã nói anh bao nhiêu lần rồi mà cứ cãi em không à. Nè, em sao vậy? Không thì không có sao hết, nhưng mà nghĩ lại cái chuyện hồi nãy á thì trong lòng vẫn còn cảm thấy rất là tức á. Cũng tại vì anh hết đó có tin người gì đâu á. Nhưng mà em đừng có nói như vậy, mình chưa có chắc được là người ta có phải là người lấy hay không mà. Trời ơi, bây giờ anh còn nói nữa, anh thử lật lại toàn bộ sự việc coi, chỉ có một mình chú đó va chạm chúng mình thôi. Trước khi mình ra ngoài mình còn cầm điện thoại trên tay, không phải chú đó lấy chứ còn ai. Cái bọn tội phạm bây giờ hả, diễn xuất ghê dữ lắm.
Nghĩ lại cái gương mặt giả na tội nghiệp của cái chú hồi nãy á, mà em còn thấy tức. Cái này ngày nào em cũng gặp hết vậy mà để bị lừa. Thôi mà vợ, em đừng có bận tâm chuyện đó nữa. Coi như là cổ đi thay người đi, mất thì mình mua cái khác có sao đâu, đúng không? Không phải là chuyện mua cái khác, mà là mình cảm thấy rất là bực bội khi mình tiếp tay cho những cái kẻ xấu mà xã hội, em biết không? Hôm nay là sinh nhật của con, ông có mua cho các con một ít quà. Yeah, cảm ơn anh Danh. Chú lại đây con nói chuyện này với chú tí. Thảo, nè, chuyện gì vậy? Con làm gì vậy? Chú, con hỏi thiệt chú nha, hồi nãy chú lấy cái điện thoại của chồng con đúng không? Bây giờ chú đưa ra đi, nếu không hả thì tụi con làm lớn cái chuyện này lên, nó cũng không có tốt gì cho chú đâu. Nè Thảo, từ đó con chưa có chắc mà. Sao mà con chưa chắc nữa, anh để em nói chuyện chú đó. Chú, con là nhà báo, mấy cái chuyện này ngày nào cũng gặp hết á, nên tốt nhất là chú không qua mặt được con đâu. Thảo, có phải điện thoại này là của cậu không? Đó, anh thấy em nói đúng không? Bây giờ phát hiện rồi họ mới giả bộ đưa ra đó. Cháu à, cô nhớ buổi sáng đưa cho chú bịch bánh không? Chú cầm bịch bánh, chú phát hiện cái điện thoại nằm trong đó, mà không biết cách nào để liên lạc để mà gửi lại cho cháu, cho nên chú không biết làm cách nào luôn. Vào đây thì hên quá gặp được hai cháu ở đây, cho nên chú gửi lại, chú không có một tình ý gì trong đó hết. Dạ, chú nói đúng rồi, con nhớ rồi. Rồi con nghe điện thoại sao con sơ ý quá, con để quên trong một bánh. Xin lỗi chú. Trời đất ơi, cái anh này vậy mà nói là em mất mặt chết rồi. Thiệt tính tình gì mà hậu đậu. Chú đừng có giận vợ chồng con nha, tại dạy lỗi với con bị sơ suất quá. Xin lỗi chú. Ngại quá. Dạ con xin lỗi chú. Con hấp tấp quá. Chú thông cảm, tại vì con là phóng viên á, ngày nào con đi ra đường cũng thấy mấy cảnh này hết á, nên là con không nghi ngờ cũng không được. Đúng rồi, mà cũng không có gì đâu. Hai cháu cũng đừng có quan tâm ha. Người ta nói vậy là tình ngay lý gian mà, dạ. Đúng không? Dạ, nhưng mà chú hôm nay chú tới đây có việc gì vậy chú? Hình như là sinh nhật của bé Bo thì phải. Dạ đúng phải rồi không? Đó, dạ. Chú cũng biết bé Bo hả? Biết chứ. Chú tới đây thường xuyên mà. Dạ, tụi con cũng đang chuẩn bị sinh nhật cho bé Bo nè. Ồ vậy hả? Mình chuẩn bị chung nha chú. Thôi bây giờ nè, Bo nghe chú Tùng nói nè. Bây giờ Bo ngoan nha, Bo ra ngoài kia chơi với các bạn nha. Cho ông Vinh với lại chú Tùng nghỉ mệt chút xíu nha. Nãy giờ chơi mệt quá, xúc mồ hôi hết trơn nè. Dạ. Đi chơi ngoan nha con. Chú, con hỏi chú nè. Vậy trước giờ chú hay qua đây lắm hả? Sao con qua mà con chưa bao giờ gặp chú hết? Trước đây thì chú ủng hộ nhưng mà giấu tên. Nhưng sau này chú sắp xếp được công việc và thời gian rồi đó, cho nên chú tới đây trực tiếp luôn. Dạ. Trời, nếu vậy chắc là ngày nào chú cũng qua chơi từ nhỏ chú. Chú rất thích con nít. Dù có mệt cỡ nào, chú cũng vui lắm. Chú cũng chơi còn trẻ thôi. Vợ chồng chú không có con, cho nên mỗi lần mà tiếp xúc với con trẻ như thế này, chú vui lắm, chú mừng lắm. Vợ chồng chú ở bên Mỹ làm quần quật, không có thời gian để mà tận hưởng cuộc sống như thế này đâu. Sau này cô chú dành dụm được một ít tiền rồi mới trở về Việt Nam để mà ủng hộ cho em nghèo, cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn mà. Nhưng mà nếu vậy chắc là bây giờ cô chú định về đây định cư luôn đúng không chú? À không, chỉ có mình chú thôi. Mà chú cũng chờ một thời gian rồi chú trở về bên đó với cô ấy. Rồi mà con thấy nếu mà chú xa cô như vậy á, chắc là chú buồn lắm đúng không chú? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.